thịt mẹ ướt hết luôn. Đức bịt mẹ mày hay quá, mày tưởng mày tắt 3G tao béo tìm thấy mày đúng không? Chưa. Làm gì cái máu luôn. Tao mới là người hỏi mày câu đấy, mày làm gì đấy? Về trước đi, về sau. Về sau. Mày bảo là hôm nay mưa. Mày bịt mẹ mày ở công ty uống rượu với anh em về đây à? Hả? Bịt mẹ mày bia bọt đây à? Mày nói gì tiếp đi, sao mày đéo nói gì nữa? Ai đây? Tao hỏi mày ai đây? Thở dài cái máu lồn, bịt mẹ mày ai đây? Được em tao. Em mày, em nào? Bịt mẹ mày mưa gió này kéo nhau ra đây tập bơi à? À, bịt mẹ mày em gái mưa đúng không? Bịt mẹ không nha. Em gái mưa à? Em gái mưa làm sao thế? Bịt mẹ dẫn nhau ra đây đi bịt à? Hả? Hôm nay con Uyên nó có chuyện buồn, nhà nó có chuyện buồn, tao với nó ngồi một tí thôi. Nói chuyện một tí thôi sao? Bịt mẹ, thế tao thì sao? Tao hỏi mày tao thì sao? Tao ở nhà, hôm nay tao nói rằng là gì? Bịt mẹ mày chiều nay đi mưa về, tao ốm, xe thì chết máy, tao bảo mày đi mua thuốc cho tao thì mày ra đây mày buồn mày tâm sự với nó đúng không? Mày nó buồn một tí, còn tao thì tao chết củ nó ở nhà đi thì vẫn khỏe mẹ tao đúng không? Con em đi ra đây, địt mẹ mày thích nấc không mày đi ra đây, địt mẹ mày chúng mày hay lắm, tranh thủ nhờ, đúng là cao thủ thì đéo bằng tranh thủ mà cái loại mày địt mẹ mày thích trốn à? Một vừa hai phải đấy nhá, tôi với anh em là cái đéo gì đâu, anh em chơi với nhau, lôi nhau ra nói chuyện tí thôi mà. Làm cái đéo gì mà căng. Ai chả biết ai cao thủ, chưa biết ai tranh thủ đâu nhá. Địt mẹ mày, địt mẹ mày con lủng. Chạy chuyện đấy, đi bỏ ra. Mẹ mày thích tranh thủ không? Địt mẹ mày nữa, mày thích tranh thủ không? Địt mẹ mày. Địt mẹ mày. Về đây. Về cái máu lồn, để nó ở đấy. Địt mẹ mày cho đỉa chui vào lồn, chết cụ mày đi. Mẹ mày nữa. Em gái mưa à? Mày đéo phải hương tràm.